Chi Pu về nước chạy sâu giữa lúc bị nghi hát nhất tại Trung Quốc, khán giả còn hào hứng. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Chi Pu tại sự kiện của một trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam. Theo đó, sau khi góp mặt trình diễn trên một số sân khấu lớn ở Trung Quốc, Chi Pu đã trở về nước chạy sâu để gặp gỡ khán giả. Trong clip, Chi Pu xuất hiện với bộ trang phục diễn sắc cam đầy nổi bật, dù bị quay lại bằng camera thường, nhưng sắc vóc của nữ ca sĩ gốc Hà Thành vẫn vô cùng nổi bật bất chấp mọi khung hình. Hàng loạt các bản hit đình đám trong sự nghiệp đã lần lượt được Chipu trình diễn để gửi tặng đến khán giả là các bạn sinh viên. Đặc biệt, ở đoạn nhạc đờ rớt đầy bắt tay và sôi động của tiết mục đóa hoa hồng, Chipu khiến khán phòng bùng nổ khi thực hiện loạt vũ đạo cực đẹp mắt, dứt khoát. Vốn là nữ nghệ sĩ sở hữu thế mạnh về trình diễn, thế nên có thể thấy từ động tác cho đến thần thái mà Pu phô diễn quả không tìm ra điểm nào để chê bai. Tuy nhiên, gần đây thì hai sân khấu biểu diễn của Chipu tại Trung Quốc bị netizen đất nước này lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ vì hát nhép. Dân mạng Trung Quốc chỉ ra rằng khẩu hình của Chi Pu và phần lời bài hát hoàn toàn không khớp nhau, chính điều này đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về việc nữ ca sĩ hát nhép, không tôn trọng khán giả. Thế nhưng ở sân khấu trong nước, dù không biết rõ thực hư là Chi Pu đang hát live hay nhép, nhưng với kỹ năng trình diễn vô cùng cuốn hút cùng những màn trình diễn đầy mãn nhãn mà nữ ca sĩ mang đến đã khiến khán giả không ngừng hò hét, hưởng ứng cực mạnh mẽ màn trình diễn của cô nàng. Qua đây cũng có thể thấy được rằng những tranh cãi gần đây của Chi Pu tại Trung Quốc không làm ảnh hưởng quá nhiều đến phản ứng khán giả dành cho nữ ca sĩ.